Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 159 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Cầu nhân tài như hạng trong mưa. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong lúc này đã quay trở về hỗn đụng thành rồi bắt đầu tu luyện rồi Và hắn được sư phụ chân diễn vương tặng cho một bộ công pháp bí pháp nữa thì hắn dự tính là khoảng chừng đâu đó ở nguyên vũ trụ thì khoảng đâu đó khoảng một ngàn năm là xong rồi nhưng mà được sư phụ chân diễn vương tặng cho cái này thì hắn dự tính muốn học xong đống này xong thì phải vài ngàn năm vài ngàn năm ở ngoài nguyên vũ trụ đó thì ở đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này la phong đã À, sơ sơ là ở trong đây hết 300 năm rồi à, Ở trong cái hỗn đụng thành là 90 năm Ở ngoài nguyên vũ trụ đã 300 năm rồi Lúc này hắn xông lên cái thông thiên kiều Để tiến lên những cái bậc tiếp theo Thì hắn một hơi từ bậc thứ bảy Xông một hơi lên tới bậc thứ 12 rồi à, Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa Mời mọi người xem tiếp nha Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ Xin cảm ơn tất cả mọi người À không phải Xong qua bậc thứ 12 rồi Hiện tại là đang lên tính bậc thứ 13 Trường thứ 13 La Phong hít sâu một hơi, trong mắt có vẻ khát vọng và hơi chút điên cuồng. Vốn đã tới mặt cầu điểm cuối, lúc này hắn đi thẳng ra ngoài tinh cầu. Tầng thứ 10, tầng thứ 11, tầng thứ 12 lần lượt là chiến đấu trong tinh hạch, trong tầng dung nham, mặt đất của một tinh cầu. Ba tầng sẽ là một cửa khẩu. Tầng thứ 13 này, mặt cầu thông thiên kiều lại đi xuyên qua không gian, tới một hành tinh. Hiển nhiên chiến trường đã mượn hoàn cảnh một hành tinh rồi. Hành tinh sao? La Phong nhìn vào cái mặt thông thiên kiều rất dài, liếc mắt nhìn không tới điểm cuối cùng. Con đường đi thông đó là một cái hành tinh nóng bỏng. La Phong mỉm cười, nhanh chóng bay theo thông thiên kiều, bắt đầu xông lên tầng thứ 13. Trên hồn đảo trung ương không gian vị diện thông thiên kiều, 86 thần linh bức hủ đang xem trên màn hình La Phong. Đồng dạng cũng thấy cảnh giao chiến với đối thủ vài chục hiệp. Sau đó đánh chết đối thủ, cơ hội mỗi người đều ngẩn ra tầng thứ mười hai thông thiên kiều tầng thứ mười hai là phong vẫn tiếp tục chọn lựa trưởng không giả giống rất bất lợi hắn vẫn thành công sao? lưu ngọc vương cảm thấy chấn động nàng chấn động thực sự tốc độ tiến bộ của la phong đã sắp đến trình độ không tưởng tượng nổi rồi hoàn toàn siêu thoát khỏi phạm vi giải thích của nàng khó có khi nào Lung ngọc vương nhìn lên màn hình la phong tiếp tục lao lên tầng thứ mười ba trong mắt không khỏi đầy vẻ kinh hãi có khi nào hắn còn xông lên tầng thứ 13 sao? Lúc này không chỉ riêng là Lung Ngọc Vương mà cả các thần linh bất hủ ở đây, kể cả sư phụ La Phong là chân Diễn Vương, cũng đều vô cùng khiếp sợ. Chân Diễn Vương cũng thầm nghĩ. La Phong bình thường cũng thỉnh giáo trước mặt của ta, ta cảm giác hắn rất miễn cưỡng có thể vượt qua tầng thứ 12, đó là không thể rồi. Nhưng mà xem ra, việc hắn vượt qua tầng thứ 12 cũng không phải là cố hết sức gì. Có khi nào hắn cũng có thể xông qua tầng thứ 13, không thể nào Sao có thể như vậy được chứ Đám thần linh bất hủ trong lòng Cũng đều không dám tin Cái việc La Phong lại tiếp tục vượt qua tầng thứ 13 Nhưng cũng không ai dám trăm phần trăm nói như vậy Vì lúc trước La Phong liên tục xông Từ tầng thứ 8 tới tầng thứ 12 Liên tục xông qua 5 tầng Lại cũng là một loại tự tin rất tự nhiên Đều chiến đấu vài chục hiệp Sau đó một kích đánh chết Loại trấn định tự tin này hoàn toàn ảnh hưởng tới họ làm cho họ cũng không xác định được là phong có thể xông qua tầng thứ 13 hay không, nhưng về mặt lý trí thì mọi người cảm thấy là không thể được. Thông Thiên Kiều cứ ba tầng là một đại cửa khẩu, 1 đến 3, 4 đến 6, 7 đến 9, 10 đến 12. Hiển nhiên tầng thứ 12 tới tầng thứ 13 thuộc loại một cửa rất khó, vô cùng khó có thể đột phá, mức khó khăn tăng lên cũng thật là lớn. Lần này khi La Phong xông lên Thông Thiên Kiều có rất nhiều thần linh bất hủ đều cho rằng La Phong đến cái tầng 10 cũng không xông lên được. Nhưng bây giờ hắn đã vượt qua tầng thứ 12 rồi. Phải biết rằng, trong số 10 người cũ vượt chủ thành viên trong nguyên thủy bí cảnh, người mạnh nhất cũng chỉ vượt qua tầng thứ 11 mà thôi. Những người cũ ấy phần lớn đều đã tu luyện mấy vạn năm rồi. La Phong được bao lâu đâu chứ? Quá biến thái mà. Vượt qua tầng thứ 12 thì thôi, chẳng lẽ La Phong còn muốn vượt qua cả một đại cửa khẩu nữa, vượt qua tầng thứ 13 sao? Thông thiên kiều kéo dài lên tinh không, từ một hành tinh nối liền thẳng tới một hành tinh. Là phòng nhanh chóng bay đến mặt đất của hành tinh. Tuyển đối thủ của ngươi đi, vũ giả, dạ, trưởng không giả, dạ, quyển thuật sư, lựa chọn ai, đánh bại người đó là ngươi thông qua tầng thứ ba. Thanh âm trầm thấp ầm ầm từ giữa hành tinh vang vọng ra. Trưởng không giả, dạ. là phòng nín thở nói, tầng thứ ba hắn cũng không tin chắc lắm. Hiểu được 108 loại bản chất mới có kỹ năng sánh ngang với thông thiên kiều tầng thứ 12. Bây giờ hắn vẻn vẹn chỉ hiểu được 102 loại bản chất không gian. Kỳ thực về phương diện cảm ngộ quy luật không gian cũng là thông thiên kiều tầng thứ 11. Dựa vào chấn phúc niệm lực 1600 mới có thể giải quyết được đối thủ tầng thứ 12. Còn đối thủ tầng thứ 13 này thực lực rất là nghịch thiên. Hắn cũng có thể thắng được hay sao chứ? Liệu thôi, liệu đem hết toàn lực Xem thử thành quả 90 năm ta ở hỗn đụng thành này như thế nào La Phong nhìn chầm chầm vào phía trước Bề mặt hành tinh nóng rực Ngọn lửa đang thiêu đốt Đột nhiên bắn mạnh ra một luồng lửa Luồng lửa nóng rực lơ lửng giữa thông thiên kiều Sau đó ngưng trụ Biến thành một nam tử đeo mặt nạ Mặt chiến khải màu đỏ rực Gã của chiến khải màu đỏ rực Tóc màu đỏ rực Vác trường khung màu vàng sậm Chân đạp ám vân thoa Đôi mắt kiểm sắc nhìn về phía của La Phong Cấp dược chủ lại có thể xông lên thông thiên kiều tầng thứ 13 Lâu lắm rồi không hề có ai cả Người mặc chiến giáp ngọn lửa nhìn La Phong Thanh âm ầm ầm vang dội Ta tới đây để phá kỷ lục đó La Phong mỉm cười Tầng thứ 13 khó hơn tầng thứ 12 rất nhiều Tiểu và hỏa Hy vọng ngươi có thể chịu đựng được Người mặc chiến giáp ngọn lửa mỉm cười Tin rằng ngươi cũng đoán được ta sẽ sử dụng diễn thần binh lớp cuối cùng trong chín tầng bất hủ diệt khả địch là phùng nhiều mắt lại người này lại thi triển chiêu mạnh nhất của diễn thần binh diễn thần binh cũng được gọi là hùng thiên diễn tên đầy đủ là cửu trọng hùng thiên diễn thi triển chia làm chín tầng từ tầng đầu tiên huyễn kiếm thức rồi từng chiêu một tăng lên tới tầng thứ chín mạnh nhất là bất hủ diệt khả địch cho dù rất nhiều giới chủ đỉnh cao cũng rất khó luyện thành tầng thứ 9, e rằng khi vừa trở thành thần linh bất hủ cũng còn chưa luyện thành. Bắt đầu đi! Là phùng nín thở. Phải liều toàn lực rồi, là thắng hay bại, phải xem vào dẫn khí thôi. Tốt lắm, tựa hồ thức của ý chí chiến đấu đó. <laughs> Người mặc chiến giáp ngọn lửa cười ha hả, Trường côn màu vàng sậm phát sau lưng người mặc chiến giáp ngọn lửa đột nhiên vỡ toan ra, vô số tiểu kiếm kim sắc toàn bộ bay tung ra, vô số kim quang giữa không trung bắt đầu tổ hợp, vừa kỳ dị mà có phần quỷ dị, khác hẳn việc tổ hợp của tám lớp diễn thần binh trước. Đây là tổ hợp uy lực mạnh nhất của cả diễn thần binh. Tích tắc, một thanh kim kiếm toàn thân màu vàng sậm nhìn như rất bình thường, dài ức chừng 3,3 thước lơ lửng giữa trời. Thanh kim kiếm đó lơ lửng giữa không trung, như ẩn như hiện tựa như tùy thời biến mất trong hư không diễn thần binh tầng thứ 9, bất hủ diệt khái địch kỳ thực chiêu này sở dĩ có thể được gọi là bất hủ diệt khái địch đến bất hủ cũng địch lại được là vì cường giả giới chủ đỉnh cao khi thi triển ra chiêu này cũng cho diễn thần binh trong nháy mắt xuyên qua hư không giống như thuấn di đột nhiên biến mất sau đó đột nhiên xuất hiện ở một điểm tiến hành một chiêu ám sát trong nháy mắt Bình khí xuyên qua hư không lúc ẩn lúc hiện tự nhiên nhanh hơn việc thân thể thuấn di. Do đó quy luật không gian đạt tới kỹ năng tầng thứ 13. Quy luật kim gần như đạt đến mức cực hạn, cũng rất miễn cưỡng thi triển được uy lực cơ bản của chiêu này. Cho dù uy lực cơ bản, chiêu này cũng vẫn xứng với cái tên bất hủ diệt khái địch. Vì cường giả giới chủ đỉnh cao khi thi triển ra chiêu này, lực công kích cường đại và kim kiếm xuyên qua hư không đột ngột công kích, thần linh bất hủ bình thường cũng phải cẩn thận mà đề phòng, chứ không dám tùy ý gia tốc đuổi theo đối thủ. Giả thiết một lần sơ sót, gia tốc truy sát giới chủ, đột nhiên lại xuất hiện một thanh kim kiếm ngay trước mặt. Cho dù thần linh bất hủ không chết, e rằng cũng phải trọng thương. Hơn nữa việc này khiến cho thần linh bất hủ không thể dùng tốc độ nhanh nhất truy sát giới chủ. Do đó chiêu này cũng xứng với cái tên bất hủ diệt khả địch. Khi trường cung màu vàng sậm sau lưng người mặc chiến giáp ngọn lửa trong nháy mắt xé toang, hóa thành hình thái hoàng mỹ nhất của diễn thượng binh, kim kiếm dài 3,3 thước. Cùng lúc La Phong cũng liệu mạng. Trường của màu vàng sẫm phía sau La Phong cũng trong nháy mắt bắn ra vô số kim quang, hóa thành 108 thanh tiểu kiếm kim sắc. Sau đó nhanh chóng tổ hợp thành một thanh kiếm bản rộng kim sắc dài 2,8 thước. Hiện nhiên hắn đang thi triển từng thứ 8, kim kiếm trảm hư không. Dù sao bây giờ La Phong cũng chưa biết thi triển ra tầng thứ 9 là như thế nào. Uy lực cực hạn trận thứ 8 Cũng có thể thắng trận thứ 9 mà La Phong trong lòng gầm lên Kim giác cử thú trong thể nội thế giới ngẩng đầu gầm lên Thi triển ra bí pháp thiên phú cường hóa Chứng phúc niệm lực trong nháy mắt Từ 1.600 tăng lên tới 3.200 Đến cực hạn Trật khổ tu ở hỗn động thành Khắc phôi tượng thần thú 90 năm Đồng thời quan kháng quy luật vận chuyển vũ trụ trên trời Xác mình với dòng 90 năm qua cũng bằng với nguyên vũ trụ mấy trăm năm rồi Khổ tu dài như vậy Cũng khống chế được một chút ý cảnh thần thú cực mạnh Mặc dù ta không hiểu được ảo diệu Của quy luật dung hợp Nhưng ít nhất sau khi khắc vô số lực Ta vẫn có thể thi triển ra một chút ý cảnh thần thú mà Đôi mắt La Phong đầy vẻ điên cuồng Niệm lực cực hạn Khống chế cực hạn yeah. Kiếm bản rộng kim sắc dài 2,8 thước với một chút ý cảnh thượng thú đáng sợ trong nháy mắt xé vụn không gian. Một thanh kim kiếm diễn thần binh hoàng mỹ dài 3,3 thước, vô thành vô tức ẩn hiện giữa không trung. Hai thanh kim kiếm trong nháy mắt đã va chạm nhau giữa vũ trụ ngoài hành tinh. Hai mũi nhọn va chạm nhau. Hai thanh kim kiếm trong nháy mắt va chạm vào nhau. Trong ánh lửa hành tinh, cả không gian vũ trụ hơi chấn động rồi âm ầm nứt toát ra lộ ra một cái lũ thủng màu đen mắt thường có thể thấy được. Rất nhiều chỗ yếu của không gian vũ trụ vì vậy cũng vỡ vụn ra. Vô số mảnh vỡ không gian tựa như một cơn lốc rít lên. Hàng động tối sầm vừa mới sinh ra, nhưng sau đó lập tức liền lại rất nhanh. Thành kim kiếm rộng 2,8 thước giữa không trung chấn động tới mức bắn về phía sau mấy ngàn km. Sau đó lại lóe lên giữa không trung, chém ra một vết rứt Một lần nữa chém thẳng về phía diễn thần kim kiếm dài 3,3 thước Diễn thần kim kiếm cũng chấn động Phải bắn về phía sau trên vạn km Sau đó lóe lên rồi lại một lần nữa bay tới Ta nắm được ưu thế Là Phong thấy như vậy sáng mắt lên Kỳ thực đối thủ có thể tuy thi triển ra diễn thần binh Ở hình thái hoàng mỹ Do 10.081 thanh tiểu kim kiếm Toàn bộ tổ hợp hình thành diễn thần kim kiếm hoàng mỹ Dài 3,3 thước Nhưng mà không phát huy được toàn bộ kỹ năng xuyên qua hư không Nếu đối thủ là cấp giới chủ đỉnh Phong thì bằng vào lực thế giới của cấp giới chủ đỉnh phong thôi là có thể khu động diễn thần kim kiếm một cách hoàn mỹ. Hoàn toàn có thể làm cho diễn thần kim kiếm xuyên qua hư không, chốc chốc biến mất, chốc chốc xuất hiện, quỷ mị không lường được. Nhưng đối thủ chỉ là cấp vực chủ bậc chính, do đó không thể làm diễn thần kim kiếm xuyên qua hư không một cách hoàn mỹ được. Đạo lý rất đơn giản, sức mạnh cơ sở là rất trọng yếu. Nếu không có thể có một quái vật cấp hành tinh, cũng có thể thi triển diễn thần binh tới tầng thứ 9, nhưng nhiều nhất chỉ làm cho diễn thần binh tổ hợp. Còn với niệm lực khu động của cấp hành tinh thì tốc độ phi hành của diễn thần binh sẽ chậm tới đáng thương, căn bản không bằng tốc độ di động của một giới chủ. Đương nhiên đối thủ thiệt thôi, La Phong cũng thiệt thôi. La Phong sử dụng thân thể trong mạng vũ trụ giả định là một tố chất thân thể hình thành thống nhất trong mạng vũ trụ giả định. Tinh thần niệm lực cấp vượt chủ bậc chính mà so với cấp giới chủ đỉnh phong thì thực lực chênh lệch cả ngàn lần. Nếu là phong đạt tới cấp giới chủ đỉnh phong, bằng vô ý cảnh thượng thú đáng sợ mà khu động thanh kim kiếm rộng 2,8 m này thì uy lực cũng sẽ lớn bất thường rồi. Vũ trụ ngoài hành tinh, thanh kim kiếm rộng và diễn thần kim kiếm lần lượt giao kích chiến đấu. Diễn thần kim kiếm âm hiểm, lãnh lệ, giống như một tên thích khách ẩn nhẫn, lơ lửng không chừng, như ẩn như hiện lóe lên rồi biến mất nhưng một khi nó nắm được cơ hội sẽ công kích rất mạnh thanh kim kiếm rộng lại vô cùng bá đạo cũng như một bá vương chính thức Tháp thoáng có chút khí tức thần thú bá đạo ngang ngược giống như điên cuồng lần lượt lóe ra chặt chém không gian đương nhiên nói về phương diện điều khiển binh khí niệm lực nhìn như thu lỗ đơn giản kỳ thực lại có một chút ý vị phản phát quy chân hai thanh kim kiếm giao thủ đó là sự tranh phong giữa thích khách và bá chủ mà rất rõ ràng bá chủ đang chiếm thượng phong. Lúc này mới là kim kiếm trảm hư không chính thức mà ẩn ừ, chứa bá đạo tuyệt đối, ý chí tuyệt đối, chém vào không gian vũ trụ đát tan. La Phong hoàn toàn đắm chìm vào trong việc nắm giữ chút ý cảnh thần thú, thành kim kiếm rộng mỗi lần lướt qua không trung đều lưu lại một vết nứt không gian. Mỗi một lần kim kiếm đánh vào đều sẽ khiến cho không gian nổ tung. Thành kim kiếm rộng rõ ràng chiếm cứ thượng phong, lần lượt áp chế đối thủ, làm cho diễn thần kim kiếm của đối thủ không ngừng bị lùi bước, phạm vi càng ngày càng nhỏ. Chết đi cho ta! Là Phùng sáng mắt lên xác định có thể hạ thủ rồi. Vèo một tiếng, thanh kim kiếm rộng như một sợi tơ kim sắc sắc bén, cắt vỡ không gian, đồng thời cũng đâm vào chiến giáp ngọn lửa của đối thủ. Diễn thần kim kiếm muốn cản trở, nhưng mà thanh kim kiếm rộng chỉ là lóe lên đã lướt qua tránh xa, tiếp tục đâm vào người mặc chiến giáp ngọn lửa kia, như một trò chơi lưỡng bại câu thương. Người đâm ta, ta không quan tâm, ta chỉ cần đâm chết người là được. Người mặc chiến giáp ngọn lửa chân đạp ám vân thoa lùi phát lại, cũng điều khiển diễn thần kim kiếm đâm về phía của La Phong xa xa. Thế nhưng lúc trước, khi lần lượt đối chiến, La Phong sớm đã áp chế diễn thần kim kiếm của đối thủ vào trong phạm vi rất nhỏ chung quanh người mặc chiến giáp ngọn lửa. Do đó thanh kim kiếm rộng trong nháy mắt đã đến gần người mặc chiến giáp ngọn lửa rồi. Còn diễn thần kim kiếm lại cần một thời gian lâu hơn mới có thể bay đến gần La Phong thời gian cách nhau như vậy cũng quyết định thắng bại trận này. Xoẹt! Thanh kim kiếm rộng rít lên xuyên qua thân thể người mặc chiến giáp ngọn lửa. Vô số kiếm khí mạnh mẽ trong nháy mắt làm cho người mặc chiến giáp ngọn lửa vỡ tan tành, mệnh hạch vỡ vụn. Trần thứ 13 thông qua. Trên hòn đảo Trung ương vị diện thông thiên kiều, 86 thần linh bất hủ nhìn vào cái màn hình truyền hình trực tiếp khi cuối cùng La Phong rút cuộc cũng đánh chết đối thủ, thành công vượt qua tầng thứ 13, thì tất cả các thần linh bất hủ ở đây, kể cả chân diễn vương, ai cũng rúng động. Các vực chủ vượt qua tầng 13 sao? Đã bao lâu rồi không xuất hiện chứ? Lịch sử lâu dài cũng xuất hiện thiên tài tuyệt thế bực này, nhưng mà mỗi một người đều là những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Trong lịch sử, đám những vực chủ thiên tài ấy có tới 99% có thời gian tu luyện lâu hơn La Phong nhiều, dù sao ngắn ngủn trong mấy trăm năm đã tu luyện vượt qua tầng thứ 13, còn những người cũ tu luyện mấy vạn năm mới là tầng thứ 11. Việc này cả thiên tài tuyệt thế đứng đầu trong đám người cũ cấp vực chủ ở nguyên thủy bí cảnh cũng không làm nổi. Tầng thứ 11 và tầng thứ 13 là hai khái niệm hoàn toàn khác hẳn. Đặc biệt là tầng thứ 12 tới tầng thứ 13 là một cửa khẩu rất lớn, muốn đột phá vô cùng khó khăn. Rồi mới có mấy trăm năm thôi mà, tên La Phong này. Lại vượt qua tầng thứ 13 rồi, Tầng thứ 8 tới tầng thứ 13 liên tục xông qua 6 tầng Nhóm thần linh bất hủ này Kể cả giám thủ giả ba phương Ai nấy đều nín thở mà quan kháng Thậm chí còn không có ai mở lời nói chuyện Họ hoàn toàn bị việc La Phong liên tục xông qua 6 tầng Lần lượt sáng tạo kỳ tích làm cho chấn động Một chấn động tuyệt đối Biểu hiện của tên quái vật trước mắt Làm cho họ căn bản nói không ra lời La Phong đứng ở cuối tầng thứ 13 thông thiên kiều đồng thời thông thiên kiều tiếp tục kéo dài vào trong hàng tinh. Ở tầng thứ 13, ta phải cố hết sức mới thắng được, ưu thế rất nhỏ. Phỏng chừng tầng thứ 14 cũng không có nhiều hy vọng gì. Mặc dù không nắm chắc, nhưng cũng phải thử xem sao. La Phong lập tức bay lên tầng thứ 14 thông thiên kiều. Không ngừng bay mãi, chẳng mấy chốc đã chui sâu vào giữa hàng tinh đầy lửa. Trong biển lửa mênh mông, hắn tiếp tục đi sâu vào trong. Mặc dù vô cùng nóng, nhưng với tố chất thân thể của cấp vực chủ bậc chính thì cũng không có gì đáng kể. Dù sao tốc độ phi hành của cấp vực chủ bậc chính có thể trên vạn km mỗi giây, đến cả cấp vũ trụ đã có thể chiến đấu trên bạch oải tinh rồi, nên có thể tưởng tượng được cường độ thân thể của cấp vực chủ bậc chính. Ngọn lửa vô tận chung quanh, cháy xoèn xoẹt. Đã tới cuối tận thứ 14 thông thiên kiều, là phòng đang đứng ở cuối thông thiên kiều vẫn như cũ lựa chọn trưởng không giả làm đối thủ lần này đối thủ cũng mặc chiến giáp ngọn lửa cấp dược chủ có thể vượt qua tầng thứ 13, tiền đồ ngươi quả là vô cùng vô tận đôi mắt kim sắc của người mặc chiến giáp ngọn lửa nhìn la phong nếu người chọn trưởng không giả từ tầng thứ 13 tới tầng thứ 15 lăm đều sử dụng diễn thần binh tầng thứ 9 cũng cùng một chiêu nhưng uy lực lại trên lệch rất lớn nếu người lúc trước không giữ lại thực lực Vậy ngươi không còn khả năng thắng lợi nữa đâu La Phong mỉm cười nghe Bất hủ diệt Khải địch là chiêu mạnh nhất Hoàng mỹ nhất của diễn thần binh Như chiều thế giới kiếm Từ tầng thứ bảy tới tầng thứ chín Đều sử dụng chiêu này Còn bất hủ diệt Khải địch được sử dụng Từ tầng thứ mười ba tới tầng thứ mười lăm Không nhiều lời Song phương đồng thời thi triển ra diễn thần binh Trong nháy mắt đã giao thủ Xoẹt Thanh diễn thường kim kiếm đầu tiên là hơi rung động, lướt qua thanh kim kiếm rộng của La Phong, nhanh như thiểm điện, quỷ mỹ lơ lửng, rồi trong nháy mắt đã xuyên qua thân thể La Phong, xé vụng La Phong ra. Một chiêu, rung động, đâm mạnh, không cho La Phong cơ hội vùng vẫy, trực tiếp bại vung. Quả nhiên như những gì ta xem trong thiên cơ sở diễn thần tam thập lục động mà, chưa bất khủ gì cả địch này cũng chỉ có uy lực chừng đó mà thôi trong lòng La Phong lóe lên một ý nghĩ, rồi lập tức tiêu tán, bị đá ra khỏi vị diện thông thiên kiều. La Phong thất bại. Lần này xông lên thông thiên kiều chính thức chấm dứt, La Phong dừng lại ở tầng thứ 14. Các thần linh bất khủ ở trên hòn đảo Trung ương vị diện thông thiên kiều, cùng với giám thủ giả ba Phương, thấy trên màn hình La Phong rốt cuộc cũng thất bại ở tầng thứ 14. Họ lúc trước luôn nín thở không nói lời nào, vô cùng khẩn trương, hồi hộp. Bây giờ rốt cuộc thở phào một hơi, cuối cùng cũng thua rồi Họ cũng, cũng thua hở. Rất nhiều thần linh bất hủ đều cười phá lên Thậm chí còn tụ tập thảo luận nữa Nhưng mà ngay sau đó Trong lòng đám thần linh bất hủ này Dấy lên một chấn động vô tận Họ đã bị biểu hiện của tên quái vật La Phong áp chế rồi Cũng không trách các thần linh bất hủ được Chủ yếu là La Phong lần này Thực sự biểu hiện quá đáng sợ Cả thông thiên kiều tổng cộng có bao nhiêu tận đâu chứ Đạt tới lầu 18 Sẽ là cấp độ phong vương rồi đạt tới lộ 15 là cấp độ phong hầu, đạt tới tầng 10 là thần linh bất hủ cấp độ bình thường nhất. Đương nhiên về mức cảm ngộ quy luật cũng không có nghĩa là giới chủ sẽ kém hơn bất hủ. Rất nhiều giới chủ vừa trở thành bất hủ đã trực tiếp được phong hầu, thậm chí phong vương. Là phong một hơi vượt qua 6 tầng, nếu là một giới chủ tu luyện vài chục vạn năm mà vượt qua tầng 13 thì căn bản không tính là chấn động. Nhưng một vượt chủ tu luyện mới có mấy trăm năm mà một hơi xông lên tới tầng thứ 13 việc đó quả thực vượt qua bất kỳ tính toán logic nào. Ờ, Trần Kiến Vương à, chúc mừng, chúc mừng nha. À. Ồ ờ, đúng vậy, chúc mừng ngươi có một đệ tử tốt vậy nha. À. Chúc mừng, chúc mừng. Đám thần linh bất hủ đều cười. Trần Diễn Vương cũng vui vẻ vô cùng, trong lòng thì thầm nghĩ. Tiểu tử này giấu thiệt kỹ mà, phỏng chừng hắn nhất định đã có một kỳ ngộ đặc thù nào đó rồi. Bình thường khi thỉnh giáo ta, đó là những gì mà hắn cảm ngộ quy luật thực sự. Còn vừa rồi khi xông lên thông thiên kiều, Hắn đã thi triển một bí pháp gia tăng thực lực đặc thù Rõ là biến thái mà Ngắn ngủ mấy trăm năm đã vượt qua tầng thứ 13 Năm đó khi hắn vừa tới hỗn độn thành Đến cả tầng thứ nhất hắn cũng thất bại nữa Lung Ngọc Chân diễn vương nhìn về phía Lung Ngọc Vương Ngươi phải cẩn thận đó Chắc chắn có rất nhiều vũ trụ tôn giả Coi trọng đồ nhi của ta đó nha Lung Ngọc Vương đưa mắt nhìn chân diễn vương Xoạt Hư không tiêu thức Hiển nhiên đã chạy tới bẩm báo cho cửu kiếm tôn giả rồi nàng cũng hiểu rõ biểu hiện của quái vật la phong này hoàn toàn có thể chấn động những siêu tồn tại đó ngay sau đó nhiều thần linh bất hủ khác lập tức nhanh chóng ly khai từng người đều về bẩm báo còn chân diễn vương lúc này lại vui vẻ cười lớn sau đó cũng ly khai trên hòn đảo chỉ còn lại có giám thủ giả ba phân giám thủ giả ba phân hít sâu một hơi biểu hiện của tên la phong này thực sự là quá quá giám thủ giả ba phương lặng lẽ bắt đầu phát tin nhắn theo nhóm loại nhân vật tuyệt thế e rằng cả ngàn vạn kỷ nguyên mới có này thì lão đương nhiên không dám không thông báo rồi người nói cái gì cửu kiếm tôn giả ngồi trên vương tọa ở đại điện lúc này cũng đứng bật dậy nhìn xuống lung ngọc vương phía dưới Là phong liên tục xông qua sáu tầng đã thành công vượt qua tầng thứ mười ba rồi lung ngọc vương cung kính bẩm tôn giả tuyệt vô hương ngôn là Phong thực sự đã liên tục dược tới tầng thứ 13. Theo ta biết, người mạnh nhất trong đám người cũ cấp dược chủ ở nguyên thủy bí cảnh cũng mới vượt qua tầng thứ 11 mà thôi. Tôn giả có thể xem, đây là video. Mới có mấy trăm năm thôi, cùng mạnh gấp trăm lần đám thiên tài tuyệt thế dược chủ khác tu luyện mấy vạn năm. Chẳng lẽ hắn là nhân vật tuyệt thế cỡ khoa đế hay sao? Nhóm thần linh bất hủ và giám thủ giả ba phương đều báo cáo cho cấp trên tin tức xông lên thông thiên kiều lần này trong nháy mắt truyền tới cơ hồ tất cả mọi lãnh đạo công ty vũ trụ giả định những kỳ tích loại như thế này sẽ được truyền bá với tốc độ vô cùng kinh người đám thần linh bất hủ ai ai cũng lập tức nói lại với hảo hữu do đó cơ hồ ngắn ngủn trong vòng nửa giờ tin tức về tên la phong một tiểu gia hỏa tu luyện mấy trăm năm vừa vượt qua thông thiên kiệu tầng thứ 13, đã truyền ra như một cơn gió lốc rồi còn vai chính của kỳ tích này là La Phong lại không hề hưng phấn kích động chút nào cả. tạm thời không đi tìm hiểu cửu vũ hỗn đụng bia nữa. trên con đường đi tới phủ thành chủ La Phong đột nhiên dừng lại rồi khẽ nhíu mày. vừa rồi liên tục xung qua sáu tầng thông thiên kiều cũng lĩnh ngộ được không ít rồi. hay là nên gì trước tự hỏi rồi sửa sang lại những tâm đắc đó. sau đó hãy đi phủ thành chủ quan kháng cửu chủ hỗn đụng bia sau vậy. lập tức La Phong quay đầu đi về phía căn nhà tu luyện của mình hắn xông lên thông thiên kiều mỗi một trận đều đánh với đối thủ vài chục hiệp cũng nhìn rất rõ cách đối thủ thi triển kỹ xảo diễn thần binh những đối thủ ấy khi thi triển có phong cách phần lớn khác với la phong nên làm cho la phong sinh ra nhiều xúc động trên sân thượng căn nhà tu luyện u tỉnh la phong nhảy thẳng lên đáp xuống sân thượng rồi lập tức ngồi xếp bằng tĩnh tọa bắt đầu lần lượt nhớ lại từng cảnh chiến đấu lần này việc nghĩ lại cảnh chiến đấu đều là rất trọng yếu Do đó La Phong cũng đóng mạng vũ trụ giả định lại, phòng ngừa của người quấy rầy ảnh hưởng tới mình. Khí lưu hỗn độn nhằn nhạt, nhạt lơ lửng, La Phong yên ả ngồi đó mà suy nghĩ. Hắn không biết, hắn đã dấy lên một cơn gió lốc rồi. Vũ trụ giả định, lôi đình đảo, thần điện cửu kiếm tôn giả. Cửu kiếm tôn giả mặc chiến bào xanh, trên đồ đầy vẫy tím, đang nhíu mày đứng đó, Thông giả là phong thực sự rất đáng sợ Rất nhiều thiên tài tuyệt thế Khi vừa mới bắt đầu thì lợi hại Nhưng càng về sau ngược lại là càng chậm đi Nhưng mà hắn lại càng về sau Tiến bộ càng kinh người Từ khi sinh ra cho tới bây giờ Mới có mấy trăm năm thôi Đã vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 13 rồi Hắn tuyệt đối là thiên tài tuyệt thế Hơn một ngàn dạng kỷ nguyên mới xuất hiện những vũ trụ tôn giả các vũ trụ quốc chủ khác khẳng định ai nấy đều nguyện ý thu nạp la phong làm đồ đệ đến lúc đó với quan hệ thầy trò tương lai là phòng e rằng sẽ nằm dưới trướng người khác tôn giả ngài không thể do dự nữa đâu lùng ngọc vương lo lắng đứng một bên cửu kiếm tôn giả đưa tay ra hiệu cản lại lùng ngọc vương vừa định nói nhất thời như bị mắc cổ không dám nói thêm gì nữa ta hiểu rồi cửu kiếm tôn giả gật đầu nhưng lùng ngọc vương lo lắng lùng ngọc vương là bất hủ cấp phong vương đứng đầu dưới trướng cửu kiếm tôn giả do đó cửu kiếm tôn giả đối đãi với Lung Ngọc Phương rất là thân. Hai người cũng thường xuyên thảo luận một vài vấn đề. Mặc dù thường xuyên là do cửu kiếm tôn giả hạ lệnh, nhưng mà đại quân dưới trướng của gã bình thường đều do Lung Ngọc Phương phụ trách làm việc, chỉ huy vân vân. Cửu kiếm tôn giả lắc đầu cười. Tại trước lý làm khó hiểu, ba lần và hắn tu luyện thời gian trên lệch không đáng kể, cũng vừa vượt qua tầng thứ 8, cũng được xem như là cấp vũ trụ ưu tú nhất. Nhưng mà là Phong lại vượt qua tầng thứ 13, nhìn hơn bá lan ngàn vạn lần bá lan là nhân vật trên vạn kỷ nguyên mới xuất hiện là phong đương nhiên là nhân vật hơn một ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện rồi nhưng ngươi nhìn xem trong lịch sử tộc nhân loại ta những người được xem là hơn một ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện có ai không được nhiều đã nhân vật cường giả theo đuổi chứ ta hiểu rất rõ điểm này trên là phong đó khẳng định cũng hiểu rõ cửu kiếm tôn giả lắc đầu nếu không cũng không đến mức ta tự mình phát tin nhắn cho hắn mà hắn chẳng chịu hồi đáp gì tôn giả người phát tin nhắn rồi hả lương ngọc vương cả kinh không ngờ cửu kiếm tôn giả hành động thật là nhanh mà hắn không hồi đáp hắn sao lại không hồi đáp chứ lương ngọc vương giật mình tôn giả phát tin nhắn hắn đương nhiên không dám không đáp lại rồi nhưng mà hắn lại đóng mạng vũ trụ giả định lại rồi cửu kiếm tôn giả lắc đồ đã đúng lại thì tự nhiên chẳng hề nhận được tin nhắn rồi do đó ta cũng không thể trách tội hắn được Lưu ngọc vương kinh hãi biến sắc hảo tiểu tử mà tin la phong này gian xảo thực e rằng hắn đã tính tới việc có rất nhiều nhân vật cường đại mời hắn hoặc cố ý thu hắn làm đệ tử còn bản thân la phong vì địa vị quá thấp căn bản không dám cự tuyệt những đại nhân vật này do đó đơn giản nhất là tạm thời đóng mạng vũ trụ giả định lại như vậy tự nhiên không có tội đợi một thời gian sau mở mạng vũ trụ giải định ra sẽ cùng lúc nhận được vô số tin nhắn có thể trong đó tiến hành chọn lựa gian xảo thiệt mà lung ngọc vương nhẹ giọng nói thiên tài như vậy chắc chắn phải có một điểm tiểu thông minh tiểu thủ đoạn chứ cửu kiếm tôn giả lắc đầu cười yên tâm đi ta dù sao cũng là tôn giả trực tiếp của hắn mà hắn đồng thời nhận được nhiều tin nhắn như vậy cũng phải xem xét của ta đầu tiên Là Phong vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 13 làm dấy lên một cơn lốc, chẳng những ảnh hưởng tới nhân vật cường đại lãnh đạo công ty vũ trụ giả định, đồng thời cũng truyền bá tới ngoại tộc. Ở tinh không lãnh thổ quốc gia hoang mang vũ trụ quốc, ở một khoảng tinh không, hai lớp không gian đối ứng có một thần quốc khổng lồ. Tòa thần quốc trọng lớn này là nơi trùng tộc ẩn náu. Bên trong thần quốc có một sương mạch cao hơn trăm vạn km, cũng là sương mạch cao nhất cả thần quốc Tại đỉnh Sơn Mạch có kiến tạo một thần điện cao lớn khổng lồ 10 vạn km. Trên thần điện tản ra kim quang chói mắt, kim quang chiếu khắp cả mặt đất. Từ xa nhìn lại có thể thấy những bóng người mờ ảo bên trong thần điện. Nhân loại, chiến sĩ trùng tộc bưu hãn đi lại như mắc cưỡi trong thần điện. Chủ nhân, chủ nhân! Trong đại điện rộng lớn, tầng cao nhất thần điện, một thân ảnh áo vàng kim lóe lên rồi xuất hiện trên đại điện, vội vàng kêu lớn. Có tình báo trọng yêu, có tình báo trọng yêu! Trên vạn chiến sĩ trùng tộc kim sắc là chiến sĩ trùng tộc bất hủ phân tán trong đại điện này. Khi chúng phát hiện ra người áo vàng kim điên cuồng xông vào trong đại điện như vậy, thì nhất thời cả đám nổi giận phát ra tiếng gầm cảnh cáo người áo vàng kim. Tự hồ nếu người áo vàng kim không để ý sẽ công kích gã ngay. Có tình báo gì làm gì mà hoảng loạn như vậy chứ? Một thanh âm ung nhu làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng vang lên vang vọng khắp đại điện. Người áo vàng kim cung kính nhìn trùng tộc mẫu sào cao trên 10 km, được vô số bất hủ chiến sĩ trùng tộc bảo vệ. Dạ, vừa rồi mới nhận được tin, thiên tài trong nhân loại La Phong cũng là số 3, hôm nay vừa xong lên thông thiên kiều. La Phong từ khi sinh ra cho tới bây giờ mới giản dạng, dạng chỉ có mấy trăm năm thôi, lại liên tục vượt qua thông thiên kiều tới tầng thứ 13 rồi. Tầng thứ 13? Thanh âm ung nhu có vẻ hơi nghi hoặc. Thông thiên kiều tầng thứ 10 là trình độ một thường linh bất hủ bình thường nhất. Nói cách khác, Số ba về mặt cảm ngộ quy luật đã sánh ngang với một bức hủ quân chủ tương đối lợi hại rồi. Dạ, đúng vậy đó chủ nhân. Người áo vàng kim cung kính vội vàng nói. Hơn nữa, ngắn ngủ mấy trăm năm mà đạt tới thành tựu như vậy, một thiên tài ưu tú nhất cùng đợt với thiên tài chiến với hắn cũng có thời gian tu luyện tương đương tên là Bá Lan, cũng dẻn dạng, dạng chỉ vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 8 mà thôi, căn bản là không có cách nào so được với La Phong, mà Bá Lan cũng được xem như là thiên tài trên giảng kỷ nguyên mới xuất hiện, là Phong này tuyệt đối được xem là thiên tài hơn một ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện. Ngàn vạn kỷ nguyên, đó là một ngàn ức năm. Cho dù lịch sử từ khi vũ trụ sinh ra cho tới nay là dài đằng đẵng, nhưng mà một ngàn vạn kỷ nguyên cũng là một thời gian cực lớn. Có thể được xem là thiên tài tuyệt thế ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện, khoa đế được xem là một người, thực hóa tôn giả cũng là một người. Mặc dù không ít người trên đường đã ngã xuống, nhưng phàm là không ngã xuống thì chắc chắn thành tựu rất kinh người. Những thiên tài từ thế ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện mà không ngã xuống, yếu nhất cũng là phong vương đỉnh cao. Thiên tài ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện, sánh ngang khoa đế sao? Thanh âm ung nhu hỏi. Dạ, đúng như vậy. Người áo vàng kim liền nói. Năm đó xóa đi uy hiếp khoa đế, trùng tộc ta đã mất đi không ít khí lực. Dù sư phụ hắn hỗn độn thành chủ, thay đổi thời không, cũng không thể làm đệ tử sống lại, thanh âm ung nhu nói liệt la phong vào số một ta sẽ bẩm báo cho tộc muốn giải quyết la phong sức mạnh tổ chức chúng ta không đủ đâu ngươi đi xuống đi dạ người áo vàng kim cung kính thối lui vũ trụ vô hạn rộng lớn mênh mông cho dù tộc nhân loại trùng tộc tộc cơ giới cũng chỉ chiếm một bộ phận lãnh thổ vũ trụ mà thôi trong tinh khung vũ trụ xa xôi ở lãnh thổ quốc gia khác cũng có một vài tộc quân vô cùng cường đại trong một thần quốc giấu giữa hai lớp không gian. Đây là một đại lục thần quốc tràn ngập khí lưu màu đen, trong thần điện màu đen nguyên Nga. Ôi trốn ông! Một thân ảnh bao phủ trong hắc vụ cung kính quỳ mập, còn trên vương tỏa trong đại điện u lãnh đang có một thân ảnh cao ước chừng ba ngàn thước do vô số đá màu đen cấu thành. Bên ngoài thân hình bằng đá bốc cao ngọn lửa màu đỏ sậm, trong mũi thỉnh thoảng phun ra ngọn lửa màu đen. Hai sừng đen của gã lại tựa như ngọc lưu ly trong suốt gã nhìn xuống thương ảnh nhỏ bé trong hắc vụ phía dưới. Chuyện gì? Trong mũi thương ảnh nguy nga phun ra ngọn lửa màu đen. Dạ chủ nhân, vừa rồi mới nhận được tin báo, ở tổng nhân loại khu Hồng Minh đó, sinh ra một thiên tài tuyệt thế tên là La Phong, tu luyện tới bây giờ cũng giản dạng, dạng chỉ có mấy trăm năm, đã có thể vượt qua được thông thiên kiều tầng thứ 13 của nhân loại rồi. Thương ảnh nhỏ yếu trong hắc vụ cung kính, nói Tuyệt đối xem như là thiên tài ngàn dạng kỷ nguyên mới xuất hiện của nhân loại Nhưng mà hắn bây giờ sống ở thánh địa nhân loại hỗn độn thành Nơi đó có hỗn độn thành chủ trấn thủ Tộc ta cũng không thể giàu được Thương ảnh Nguyên Nga nhìn xuống thương ảnh trong hắc vụ phía dưới Nơi hỗn độn thành chủ trấn thủ không thể giàu được Đợi thôi Là phong sau khi trở thành giới chủ Nhất định sẽ đi chiến trường ngoài tinh dược Tại chiến trường ngoài tinh dược Tự nhiên sẽ có cơ hội giải quyết là Phùng hình lập phương làm bằng vô số tinh thể khổng lồ lơ lửng trên một thần quốc nguy nga cả hình lập phương đại khái đường kính cỡ 300 vạn km toàn bộ do tinh thể kỳ dị tạo thành ở trung tâm hình lập phương một nam tử mặc áo bào màu xanh biếc đang ngồi trên vương tọa gã có thân hình hoàng mỹ như tinh thạch điêu khắc thành dung mạo cực giống nhân loại ở mi tâm có một cái mắt kim sắc những sóng gợn vô hình từ đôi mắt tràn ngập ra cả hình lập phương đường kính 300 km Hả? Ở khu hồng minh tộc nhân loại xa xôi Lẽ sinh ra một thiên tài ngàn dạng kỷ nguyên mới xuất hiện hả? Xem ra trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới Đều đã nghĩ biện pháp giết chết tiểu gia hỏa đó rồi Phải vũ trụ tôn giả ra tay giết chết La Phong Thì nắm chắc mười phần Nhưng mà phải trả giá bằng mạng của vũ trụ tôn giả La Phong sẽ được những siêu cường giả của nhân loại giết chết trả thù Dùng một vũ trụ tôn giả đổi La Phong hả? Phỏng chừng những tộc quần sẽ không làm như vậy nhưng nếu là bất hủ thần linh Nếu muốn ám sát thành công cũng phiền phức lắm đây Thú vị, thú vị mà Ở lãnh thổ quốc gia của tứ đại tộc quần đỉnh cao Họ càng đấu thảm càng tốt Nam tử đó nhẹ giọng tự nói Rồi lập tức nhắm ba con mắt lại Tin tức nhân loại sinh ra một thiên tài tuyệt thế Trong vòng một ngày Đã lan truyền khắp các ngoại tộc trong vũ trụ Hỗn đụng thành giữa vô số căn nhà tu luyện trên sân thượng căn nhà tu luyện la Phong ngồi khoanh chân nhắm mắt lúc này từ từ mở mắt ra mỉm cười nghĩ lại một phen thu hoạch quả là không ít mờ bà bà tháp la Phong kêu có bà bà tháp vội nhiệt tình đáp ngay vì chỉ cần la phong đạt tới cấp vực chủ bà bà tháp sẽ tự động nhận chủ do đó bây giờ được la phong ra lệnh ba bà tháp sẽ vô cùng nhiệt tình và nhanh chóng mở mạng vũ trụ giả định ra đi. La Phong mỉm cười. Ta đoán hẳn là không ít nhân vật cường đại gửi tin nhắn tới đâu. Hiểu rồi. Bà bà Tháp cũng rất sung sướng. Lập tức mở mạng vũ trụ giả định ra. Nhất thời rất nhiều phong tin nhắn lần lượt được truyền đến. Tổng cộng có ít tiếp tin nhắn, có 13 cuộc xin nói chuyện. Bà bà Tháp liền nói. Chờ, nhiều như vậy hả? La Phong cười kinh ngạc. Lúc trước, hắn quyết định xông lên thông thiên kiều, tự nhiên cũng đoán ra khi vượt qua tầng thứ 12, thậm chí tầng thứ 13, sẽ dấy lên một cơn lốc như thế nào. Dù sau đám vực chủ, thành viên nguyên thủy bí cảnh tu luyện mấy vạn năm, thì người mạnh nhất cũng mới tầng thứ 11 mà thôi. Lập tức phân ra chút ý thức, nói vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn, là Phùng đang ngồi trước bàn viết của mình quan kháng màn hình. Trên màn hình có rất nhiều tin nhắn, còn có rất nhiều cuộc xin nói chuyện nữa tin nhắn chủ yếu là đến từ vũ trụ tôn giả tổng cộng có ít 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 vị vũ trụ tôn giả những cái khác là từ dạy thần linh bất hủ cường đại còn có đám âu tạp nhung quân họ cũng phát tin nhắn tới nữa về phần xin nói chuyện có âu tạp nhung quân à còn có sư phụ ngươi chân diễn dương cũng xin nói chuyện nữa bà bà tháp đứng trên vai la Phong nói rất nhiều phong tin nhắn được la Phong nhanh chóng click mở lên xem tốc độ duyệt tin rất kinh người chẳng mấy chốc là xem xong toàn bộ rồi những vũ trụ tôn giả đó cũng khinh thường thiên tài dạng năm mới xuất hiện Nhưng mà quái vật tuyệt thế ngàn dạng năm mới xuất hiện Chắc chắn sẽ khiến cho đám vũ trụ tôn giả phải thèm thường mà La Phong nở nụ cười Từ trong tin nhắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng thành tâm của những vũ trụ tôn giả ấy Rất nhiều vũ trụ tôn giả đều rất thân thiết nói chuyện với La Phong Hơn nữa đưa ra đề nghị nguyện ý thu nạp La Phong làm đệ tử Đương nhiên tất cả đều do La Phong tự mình quyết định các vũ trụ tôn giả cũng không đến mức bắt buộc La Phong. Ta trước tiên nên gặp sư phụ cái đó. La Phong nói. Hỗn độn thành, La Phong từ sân thượng nhảy thẳng xuống, hóa thành một luồng ảo ảnh, nhanh chóng đi thẳng tới phủ đệ của sư phụ chân diễn vương của mình cách đó không xa. Sư phụ. La Phong đi thẳng vào đình viện, cung kính hành lễ. Ngồi đi. Chân diễn vương ngồi đó, đang phẩm một cái thứ rượu trái cây kỳ dị, đồng thời cũng rót cho La Phong một ly, Dạ La Phong ngồi xuống một bên <laughs> Người lần này làm ta cũng phải kinh hãi biến sắc đó à Trương Diễn Vương liếc mắt nhìn La Phong rồi lập tức cười lớn E rằng có rất nhiều vũ trụ tôn giả đã gửi tin nhắn cho người có phải hay không vậy La Phong gật đầu. Dạ đúng vậy sư phụ Ừ, tốc độ tiến bộ của người rất kinh người Dựa theo cái loại tiến bộ này Cho dù sau này tốc độ cảm ngộ của người chậm lại nhưng mà việc trở thành thần linh bất hủ phong dương đỉnh phong cũng không quá khó đâu Chương diễn vương cười khẽ rồi nói Dù sao những thiên tài tuyệt thế ngàn dạng kỷ nguyên mới xuất hiện trong lịch sử ngoại trường ngã xuống giữa đường ra Thì những người khác yếu nhất cũng phải là phong dương đỉnh cao Còn có gần một phần ba đều bước vào hàng ngũ vũ trụ tôn giả Họ phát hiện tốc độ tiến bộ kinh người của người như vậy Khẳng định sẽ tranh thủ thu đệ tử Dù sao quan hệ thầy trò là chắc chắn nhất đó. La Phong trịnh trọng gật đầu tuổi thọ của cường giả là vô hạn do đó các thân nhân lần lượt đều chết già thì người thân chính thức nhất sẽ là sư phụ tôn kính sư phụ là việc mà cường giả nhân loại rất coi trọng cho dù tương lai có vượt qua sư phụ cũng phải tôn kính sư phụ vì sư phụ dẫn dắt ngươi trên con đường tu luyện nhanh hơn ổn định hơn sư phụ chính thức trợ giúp cho ngươi ân huệ đó rất là lớn tự nhiên phải tôn kính sư phụ nếu ai không tôn kính sư phụ là bị tất cả cường giả khinh bỉ khinh thường đây cũng là nguyên nhân tại sao những vũ trụ tôn giả ấy muốn thu nạp La Phong. Chỉ cần La Phong không ngã xuống, tương lai kém nhất cũng là phong vương đỉnh cao, hoàn toàn có thể thành phụ tá đắc lực cho họ. Còn một khi La Phong trở thành vũ trụ tôn giả, có một đồ đệ vũ trụ tôn giả như vậy, khi đấu tranh phe phái hoặc mạo hiểm trong bí cảnh vũ trụ, ngoài chiến trường vân vân, việc liên thủ thầy trò tự nhiên sẽ tin chắc hơn nữa. Những người khác có lẽ còn có thể ám toán, cướp bốc vân vân nhưng mà thầy trò ít có thể xuất hiện cái loại việc như vậy ai dám khi sư diệt tổ không phát hiện ra thì thôi phát hiện ra nhất định sẽ là kẻ thù chung của các cường giả người nghĩ xong chưa chọn ai làm sư phụ vậy chương diễn vương nhìn la phong mà hỏi ta to... la phong hơi do dự đừng có do dự cường giả nào mà không có một đám sư phụ chứ chương diễn vương cười ha ha rồi nói Năm đó ta từng một kẻ rất yếu, bước từng bước rồi dương lên, cũng đã từng bái cả đám sư phụ. Dù sao năng lực sư phụ cũng có hạn mà, vậy để phát triển, nhân loại tự nhiên không thể chỉ có một sư phụ rồi. Như vậy sẽ làm kém đi thiên phú của các ngươi mà thôi. Ừm. là phong gật đồ. Có rất nhiều vũ trụ tôn giả, nhưng mà ta không biết nên chọn ai cả. La Phong nói, tận đáy lòng La Phong cũng tương đối muốn bái làm môn hạ của thiên thực cung chủ, nhưng mà thiên thực cung chủ cũng không hề phát tin nhắn Vì phần trên 300 vũ trụ tôn giả khác Là phùng cơ hội đều không biết Căn bản là không biết đám vũ trụ tôn giả đó ai mạnh ai yếu Trong tin nhắn Những vũ trụ tôn giả ấy tự nhiên hơi miêu tả Về kỹ năng của bản thân mình nhiều hơn Nhưng với đạo lý vương bà bán dưa Mèo khen mèo dài đuôi Là phùng đương nhiên cũng biết Đám vũ trụ tôn giả ấy miêu tả cho bản thân mình Căn bản không thể hoàn toàn tin được Vậy ta giới thiệu cho người một cái nè Chân Diễn Vương cười, nói là phùng giật mình. Hỗn độn thành chủ. Chân Diễn Vương trịnh trọng, nói là phùng cả kinh, hỗn độn thành chủ sao? Siêu tồn tại trấn thủ thánh địa của nhân loại hỗn độn thành. Trong vũ trụ vô số tộc quần, dưới cái nhìn của các cường giả ngoại tộc, còn tầm quan trọng của thánh địa của nhân loại nghĩ qua là biết. Nhưng hỗn độn thành chủ trấn thủ tại đây bao lâu, không hề có cường giả ngoại tộc nào dám can đảm gây chuyện. Bởi vậy có thể tưởng tượng sự cường đại của hỗn độn thành chủ như thế nào. Nhưng sư phụ, hỗn độn thành chủ cũng không hề phát tin nhắn cho ta mà. Là Phong vội nói. Có khi nào ta tự mình đến rồi đi tự mình tiến cử hả? Không. Chân diễn vương lắc đầu. Hỗn độn thành chủ mặc dù không phát tin nhắn nhưng lại phái người tới gặp ta. Nói với ta là hắn có ý thu người làm đệ tử ký danh nữa à. Đệ tử ký danh hả? La Phong giật mình <laughs> Hỗn độn thành chủ của địa vị như thế nào chứ Ngươi bây giờ mặc dù biểu hiện không tệ nữa, Nhưng mà cũng còn chưa có tư cách Để cho hắn thu làm thân truyền đệ tử đâu Chân diễn vương cười ha ha Nói Thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ Bình thường đều là vũ trụ tôn giả Đương nhiên trên khoa đế đó cũng là thân truyền đệ tử Nhưng mà ngươi bây giờ Mà so với khoa đế xem ra vẫn kém một chút đó La Phong cũng gật đầu thừa nhận Khoa đế là một nhân vật khi tới cấp vũ trụ, cấp vực chủ, cấp giới chủ, đều vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn. Nhân vật nghịch thiên cấp giới chủ có thể sánh ngang bất hủ cấp phong vương, có thể đánh chết bất hủ phong hầu. Nghe nói gã khi tới cấp giới chủ đã có cảm ngộ quy luật có thể vượt qua thông thiên kiệu tầng thứ 20 rồi. Nếu không cũng không đến mức bằng vào thực lực giới chủ mà đánh chết bất hủ phong hầu. Nhân vật tuyệt thế như vậy mới được thu làm thân truyền đệ tử, Hỗn độn thành chủ cũng lưu lại một tấm bia hỗn độn, ngươi có biết đó là cái nào hay không? Trương Diễn Vương cười nhìn La Phong. La phùng cả kinh, trong đầu nhanh chóng hiện lên các tấm bia hỗn độn. Đó là vũ trụ hỗn độn bia. Trương Diễn Vương đáp. Xếp hạng thứ hai trong các vũ trụ hỗn độn bia sao? La Phong hít sâu một hơi. Có 52 tấm bia hỗn độn, cự phủ hỗn độn bia xếp hạng thứ nhất, vũ trụ hỗn độn bia xếp hạng thứ hai, cự phủ hỗn đụng bia chính là do người sáng lập cự phủ lưu lại vũ trụ hỗn đụng bia là do hỗn đụng thành chủ lưu lại bởi vậy xem ra hỗn đụng thành chủ hẳn là xem như nhân vật đỉnh cao trong thứ ba của các tộc quần nhân loại ông ta sống năm tháng vô hạn liên tục trấn thủ hỗn đụng thành ngoại tộc cũng không dám xâm nhập nhân vật chí tôn tuyệt đối mà mặc dù các vũ trụ tôn giả khác thu ngươi làm thân truyền đệ tử hỗn đụng thành chủ chỉ thu ngươi làm đệ tử ký danh nhưng mà chỉ cần là đệ tử ký danh thôi Thì tương lai khi ngươi biểu hiện càng ưu tú hơn nữa Cũng sẽ được tăng lên làm thân trường đệ tử đó Trương Diễn Vương cười, nói Có hỗn độn thành chủ làm sư phụ của ngươi Việc nội bộ dân tộc tự nhiên không có người nào dám trêu vào ngươi rồi nhưng tình huống yểm Trúc Dương tùy ý đối phó với ngươi sẽ không xảy ra Đương nhiên cường giả ngoại tộc cũng chẳng để mặt hỗn độn thành chủ gì Là phong gật đồ Ngoại tộc, đúng vậy nhân loại chỉ là một tộc quần mà thôi, cường giả ngoại tộc, thậm chí còn có một đại năng giả ngoại tộc sánh ngang với người sáng lập ra cự phủ. Đến cả diễm thần tộc cũng đều do một đại năng giả ngoại tộc lưu lại. Đến cả truyền thừa ma âm thần tướng, hàng băng thần tướng, phỏng chừng cũng do ngoại tộc lưu lại. Vũ trụ mênh mông, cường giả như mây nên luôn luôn phải khiêm tốn. Ừ, tôi quyết định rồi. La Phong gật đầu. Tôi đi bái hỗn đụng thành chủ làm thầy vậy. Trương <laughs> Diễn Vương hài lùng gật đầu. Nhưng mà người trước tiên cũng nên gặp cửu kiếm tôn giả một lần. Hắn dù sao cũng là tôn giả mà người lệ thuộc. Người trước hết nói cho hắn biết quy định của người. Biết người muốn đi bái hỗn độn thành chủ làm sư phụ thì hắn cũng không dám nhiều lời nữa đâu. Dù sao bây giờ trong công ty vũ trụ giả định ta, hỗn độn thành chủ chính là người nắm quyền cao nhất đó. Người nắm quyền cao nhất công ty vũ trụ giả định hả? Trong lòng La Phong càng khó nhịn, rất mong được gặp người cầm quyền cao nhất công ty vũ trụ giả định, một nhân vật đỉnh cao chính thức một lần. E rằng hỗn độn thành chủ cũng không thua gì người sáng lập ra cự phủ. Nếu không sao có thể trấn thủ được thánh địa nhân tộc, sao có thể ngăn cản được những đại năng giả ngoại tộc ấy chứ? Cảm thấy sốt ruột, La Phong vội thông qua mạng vũ trụ giả định đi tới vị diện không gian dành riêng cho cửu kiếm tôn giả, cùng kính bái kiến cửu kiếm tôn giả cửu kiếm tôn giả đối đãi với la phong khách khí hơn rất nhiều khi biết được hỗn độn thành chủ muốn thu nạp la phong làm ký danh đệ tử cửu kiếm tôn giả mặc dù bất lực nhưng cũng không ngăn cản dù sao cũng là hỗn độn thành chủ mà cho dù hỗn độn thành chủ thu làm đệ tử ký danh địa vị cũng cao hơn thân truyền đệ tử của vũ trụ tôn giả <laughs> nhìn bộ dạng của ngươi có lẽ là nóng lòng khó nhịn nổi rồi hả cửu kiếm tôn giả đứng trên đại điện nhìn xuống phía dưới cười nói Hỗn độn thành chủ đã có lệnh Vậy ngươi mau mau đi tới phủ thành chủ đi Nhớ kỹ ngà, Không được bất kính với hỗn độn thành chủ Hỗn độn thành chủ thủ hộ tộc nhân thánh địa Năm tháng vô hạn Có công hiến vô cùng vô tận với nhân tộc chúng ta đó Dạ tôn giả La Phùng cung kính hành lễ Lập tức hư không tiêu thức Còn lúc này La Phùng đã đi ra khỏi phủ đệ Của sư phụ chân diễn vương Dọc theo con đường rộng lớn Đi về phía phủ thành chủ xa xa ở một nơi rất xa khí thế phủ thành chủ nguy nga đã đập vào trong mắt hỗn độn thành chủ là phùng trong lòng thì thầm cửa phủ thành chủ ở hỗn độn thành luôn mở rộng thường xuyên có người ra vào phủ thành chủ là phùng cũng rất quen thuộc đi vào phủ thành chủ nhưng mà lúc trước đều đi tới tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia còn lần này lại đi tới bái kiến hỗn độn thành chủ nội phủ thành chủ La phùng hít sâu một hơi đi về phía nghiêm ngặt nhất phủ thành chủ nội phủ cửa phủ luôn luôn mở nhưng mà nội phủ lại có hộ vệ canh gác nghiêm ngặt liếc mắt nhìn qua thấy các hộ vệ ai nấy đều là thần linh bất hủ hai hộ vệ đồng thời hạ trường thương ngăn la phong lại đồng thời lạnh lùng nhìn la phong ta là la phong tới đây để bái kiến thành chủ đại nhân la phong cung kính nói thành chủ đại nhân người muốn gặp là có thể gặp sao chứ trong đó có một hộ vệ toàn thân thoáng có lôi điện vườn quanh lạnh lẽo nhìn la phong nếu không có lệnh của thành chủ đại nhân cho dù là tôn giả cũng đừng mơ đều gặp được thành chủ đại nhân đó họ có thể canh cửa cho hỗn độn thành chủ kỳ thực cũng rất đang kiêu hãnh đắc ý rồi hỗn độn thành chủ là tồn tại số một của công ty vũ trụ giả định là người nắm quyền cao nhất thần linh bất hủ đều tranh nhau canh cửa cho dù là canh cửa cũng có thể không thèm nể mặt đám vũ trụ tôn giả tới đây bái phỏng một chút nào vì họ canh cửa này chính là đại biểu cho bộ mặt của hỗn độn thành chủ. Thỉnh được thông bẩm cho. La Phong cười khẽ rồi nói. Ta thực ra đã được thành chủ đại nhân ra lệnh nên mới đến đây. Hả? Một đám thần linh bất hủ hộ vệ chung quanh đường nhìn La Phong. Cũng đúng, không có mệnh lệnh của hỗn độn thành chủ, tiểu gia hỏa nào dám chạy đến đây quấy rối chứ. Ngươi chờ một chút à, ta đi thông bẩm, vẻ mặt tên hộ vệ bất hủ có lôi điện xoay vòng không còn lạnh lùng mà có hơi vẻ tươi cười người nhất định là la phong rồi hả lập tức tên bất hủ hộ vệ kinh ngạc nhìn la phong la phong mỉm cười gật đầu vậy đi dạo đi quy nhất tôn giả đang trong đó chờ ngươi á tên hộ vệ bất hủ có lôi điện xoay quanh vòng người nói đồng thời cũng kéo trường thương ngăn trở la phong về la phong cười rồi tiến vào nội phủ Đám bất hủ hộ vệ nhìn hắn ly khai đều không khỏi truyền âm thảo luận với nhau. Phải biết rằng vực chủ hoặc giới chủ có thể tiến vào nội phủ, phủ thành chủ, e rằng trên ức năm cũng khó mà chạm mặt được. Đây là nơi hỗn độn thành chủ sinh sống chứ đùa sao? Nội phủ Dọc theo hành lang rộng lớn, chẳng mấy chốc đã đi đến trên một quảng trường toàn đá lộn xộn. Là phùng liếc mắt thấy xa xa, có một nam tử đầu trục mặc chiến bào màu đỏ đang đứng. Người này có vẻ tươi cười, cả người lại có vẻ rất bình lặng. Chỉ cần nhìn nam tử đầu trọc này là Phong đã không tự chủ được cảm thấy lòng yên tĩnh lại. Thấp thoáng như dung nhập vào một tinh không tĩnh lặng uyên bác hoặc một không gian vũ trụ. Trung quanh tất cả đều như biến mất, chỉ còn lại có nam tử đầu trọc đứng đó. La Phong rung lên rồi bừng tỉnh lại. Ơ, à, nhân đáng sợ thiệt mà. Thiên kinh cung chủ, bất tử thung giả, thực hỏa thung giả, cửu kiếm thung giả, những vũ trụ tôn giả ta đều cảm giác họ vô cùng lợi hại rồi Còn thường đến mức khủ các phong dương mặc dù cũng mạnh Nhưng ta miễn cưỡng còn có thể phán đoán ra họ mạnh yếu tới đâu Còn nhân vật trước mắt này ta căn bản không thể phán đoán được Hẳn phải cũng là vũ trụ tôn giả rồi Phỏng chừng người này Quy nhất tôn giả mà đám thủ dậy nội phủ nói rồi Là Phong trong nháy mắt đã xác nhận Sau đó hắn đi về phía nam tử đầu trọc chiến bào đỏ rực đó Ta là quy nhất tôn giả, phụng lệnh sư phụ đến đây tiếp người. Quy nhất tôn giả mỉm cười, nụ cười có sức mạnh đánh vào tâm linh. Là phùng bái kiến quy nhất tôn giả. Là phùng cung kính hành lễ. Ừ, đi theo to. Quy nhất tôn giả nói. Dạ. Là phùng cung kính đi theo một bên. Quy nhất tôn giả dẫn La Phong đi vào nội phủ phủ thành chủ, đồng thời lại cười quay đầu nhìn về phía của La Phong. Sư phụ có ý thu ngươi làm ký danh đệ tử Ta thấy ngươi hẳn cũng nguyện ý rồi chứ Dạ La Phong gật đầu. Ừ Ngươi đã thành ký danh đệ tử dưới trướng sư phụ Không cần xưng hô với ta là quy nhất tôn giả nữa Cứ gọi ta là nhị sư huynh là được rồi Quy nhất tôn giả cười khẽ rồi nói Ta bảo là môn hạ sư phụ cực sớm Cho nên mới có thể trở thành nhị sư huynh Sư phụ có rất nhiều đệ tử Không ít người mạnh hơn ta chỉ vì sư phụ phá lệ ân sủng ta mới có thể thường xuyên ở cùng sư phụ mà thôi. La Phong liền nói, ra mắt nhị sư huynh. Ừm. Quy Nhất Tôn giả mỉm cười vừa đi vừa nói chuyện. Sư phụ của Tam Đại Phân Thân chủ trì ở Hỗn Độn Thành chính là chủ Sát Phật, do đó người cần phải cung kính, không thể đắc tội được Dạ. La Phong cả kinh vội cung kính đáp. Trời ơi hỗn độn thành chủ lại có tới tam đại phân thân ở lại hỗn độn thành chính là chủ sát phạt chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ cần một phân thân cũng có thể trấn thủ cả hỗn độn thành nếu là như vậy thực lực hỗn độn thành chủ thực sự làm cho người ta không thể tưởng tượng được mà kỳ thực hỗn độn thành chủ có tam đại phân thân sớm đã không còn là bí mật gì cường giả sở dĩ là cường giả được người ta tôn kính là phải dựa vào giết chóc mà nên hỗn độn thành chủ tam đại phân thân cộng lại cũng giết cường giả ngoại tộc từng phân thân đều có thực lực cường đại không tưởng tượng nổi. Khu hỗn độn hả? Là Phùng nhìn ra một đình viện u tĩnh trước mặt. Ngoài đình viện có một tấm bia đá, trên tấm bia đá có ba chữ khu hỗn độn. Sư phụ bên trọng đó. Quy nhất tôn giả nói rồi đưa La Phong tiến vào. La Phong cũng bước vào theo. Thời không rung động, lúc trước vẫn còn tại phủ thành chủ, nhưng mà khi La Phong cất một bước bước vào đình viện thì cảm giác thấy vật đổi sau dời, hắn đã tiến vào một khoảng thế giới mênh mông rồi. Hết tập 159 của bộ truyện Thung Phị Tinh Khung. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của la